bạn ấy sống trong phòng ngủ với mình. Mẹ ơi, mẹ cho con đi học được không? Cả chi kiểu con đang sống trong phòng ngủ của mình á, nên là con phải tìm bạn ấy mới được. Hello boy. Chẳng nghe bé chung trường với mình. Chi kiểu khoa học chung trường với tao á. Cảm ơn mẹ đã kêu Quy học. Ơi Quy nhé, cái dạy kia kiếm chi kỹ với tao nha. Hay kêu em hả? Có chuyện gì vậy thầy?